Cái linh sa mà song hình lá trung, cái này cái đế nó cũng đẹp lắm, nở cũ nữa. Cái này giống như kiểu đổ đổ ôm chậu, mốt làm một cái co đổ dài ôm chậu. Rồi đổ đổ, kiểu đổ đổ bye bye. Tính làm cái bài mà kiểu là nhìn nó không hay lắm. Cục này chắc được khoảng 20 quá. Cái này cái song hình lá trung nha. Rồi khoảng 20 bạn. Đây, lùng vịt con khúc, cái cục này lùng vịt con khúc. Ngày xưa người ta tính làm cái bài nè. Cao khoảng 10 cm. Đầu này khoảng 10 cm. Xong hình lá trung. Mini for mini nha bạn. For mini đi bạn. Tùy theo. Nếu làm cái bài thì hạ xuống chút. Cái bài thì muốn cái cành bay ra thì mình muốn làm cái hơi đổ đổ xuống nhỉ, kiểu như bán đổ chứ cũng không đổ lắm. Linh sam cái này cái song hình lá trung nha bạn, lá trung bên trong này đó. Này uống vô form nhỏ nhỏ chơi mini. Cái đế nó cũng đẹp lắm. Đế tự nhiên mình. Đế như thật không có rễ. Cái này đẹp, đế đẹp. Đế được. Nằm trong cái chậu là mình nhổ ra luôn nè. Nằm trong. Tinh xanh nha bạn. Song hình. Cái song hình lá trung.